Đây là loài rẹp sáp. Khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ đồng loạt nhảy lên như một vũ điệu samba đồng bộ. Chúng là loài rẹp gây bệnh cháy lá sồi ở Mỹ. Hành động của chúng được xem là một cơ chế phòng vệ hiệu quả, sẽ làm cho kẻ địch của chúng mất tập trung. Đặc biệt hơn, tuy nhỏ bé nhưng chúng rất hung dữ, với cái miệng hút nhậu. Đồng loạt tấn công, chúng sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho kẻ địch. Nó không phải là kẻ to xác, lười biếng, lết không nổi cái thay. Đây là cách mà bất kỳ con gấu bất cực nào cũng làm để vượt qua lớp băng mỏng. Vì di chuyển bằng bốn chân, mặt tiếp xúc với băng nhỏ sẽ làm con gấu to xác rơi xuống nước. Làm vỡ băng đó là điều tồi tệ. Con gấu phải mất nhiều sức và thời gian để trèo lên lại. Gấu bất cực thông minh hơn những gì chúng ta tưởng. Nó biến toàn bộ cơ thể mình thành mặt tiếp xúc rộng và trườn qua mặt băng mỏng một cách dễ dàng. Đây là kỹ năng sinh tồn được đúc kết từ kinh nghiệm sống và được rèn luyện khi chúng vẫn còn nhỏ. Không nên giỡn với bọ rùa pháo thủ này. Một lần khai hỏa, nó bắn ra hơn 500 viên đạn trong một giây. Đó là chất hóa học rất độc hại. Toàn bộ hệ thống tấn công này nằm ở chốt bụng. Mỗi viên đạn có sức nóng lên đến 1000 độ C, đạt vận tốc gần 10 m trên giây. Nếu con trùng nhỏ như kiến mối dính phải thì chúng sẽ tử nạn. Oh my god. Còn nếu con người bị trúng thì có thể bỏng rát rất khó chịu. Bọ rùa kiểm soát vũ khí rất tốt, chúng không sử dụng bừa bãi. Chúng có hai khoang ở bụng để chứa chất hóa học độc hại và sản xuất đạn khi cần. Có một cái van đóng mở để giúp chúng điều khiển vũ khí theo ý muốn. Nếu như không được chụp lại thì rất khó tin con hươu cao cổ kỳ lạ này có thể tồn tại trên đời. Nó sống với cái cổ xoắn rất khó chịu. Nhiều người cho rằng loài hươu này dùng cổ đánh nhau với đồng loại rất kịch liệt, nên đây có thể là nguyên nhân khiến cái cổ nó biến dạng, thậm chí cái cổ nó đã bị gãy rồi. No. Nhưng sau đó, một bác sĩ thú y đã xác định rằng nó bị bệnh vẹo cổ nặng. Nó vẫn sống và sinh hoạt bình thường ở vườn quốc gia Ruger. Có cái là nó không hoạt bát, rất bùng và ít cử động. Bạc má, một loài chim nhỏ nhắn đáng yêu với bộ lông mượt và hai vệt trắng bên má. Tuy nhiên, loài chim này có những góc tối mà ít ai biết. Hả? Chúng ăn côn trùng và các loại hạt cỏ nhỏ. Nhưng khi mùa đông đến, thức ăn khan hiếm dần, biến loài chim này thành kẻ ác trong chớp mắt. Chúng chuyển sang đi săn để có thịt ăn. Ban đầu, chúng thủ tiêu các loài chim khác để ăn. Khi các loài chim khác di cư hết, chúng chuyển sang săn bắt đồng loại của mình. Điều gì đã biến chúng trở nên nhẫn tâm đến vậy? Thực ra, chúng sống ở những nơi có mùa đông lạnh giá tại châu Âu. Khi mùa đông đến, chúng là loài chim không biết di cư đến vùng đất mới để tránh đông. Chúng ở lại như thể bị giam cầm trong tuyết lạnh. Từ đó, chúng phải tìm ra thức ăn để tiếp tục sinh tồn. Quan trọng hơn, điều thúc đẩy chúng đến con đường cực đoan này là vì chúng cần thức ăn để nuôi con nhỏ. Thịt đồng loại là giải pháp cuối cùng với chúng. Oh my god. Chúng sẽ cầm cự, chờ cho mùa đông đen tối qua đi, chúng sẽ trở lại vỏ bọc hiền dịu và đáng yêu hơn. No. Đoạn video được ghi lại tại Ấn Độ. Một con báo hoa mai săn một con chó nhà gọn trơn. Việc báo hoa mai bắt vật nuôi của con người diễn ra khá phổ biến, không chỉ ở Ấn Độ mà nhiều nhất là ở châu Phi. Nhưng điều muốn nói ở đây, hành động đánh cắp vật nuôi chính là nguyên nhân lớn nhất làm cho loài báo hoa mai và báo săn có nguy cơ tuyệt chủng. Số lượng của các loài báo đã không ngừng giảm sút theo năm tháng. Khi quyền lợi của con người bị đe dọa thì loài vật hoang dã đó bị phong sát là đương nhiên. Nguyên nhân sâu xa nhất là do con người mở rộng phạm vi sống, điển hình là các trang trại chăn nuôi mọc lên liên tục. Điều đó đã thu hẹp môi trường sống của các loài hoang dã. Nguồn thức ăn của các loài báo trở nên khan hiếm, từ đó chúng chuyển sang săn trộm các con vật nuôi. Các nhà bảo tồn động vật hoang dã giữ cho chúng không bị tuyệt chủng, còn lấy lại đỉnh cao phát triển cho giống loài của chúng như xưa là điều không thể. Khi xưa, nhện dân tơ bắt mồi, còn giờ nhện dùng cần câu để bắt mồi như người ta câu cá. Đây là loài nhện mới được các nhà khoa học phát hiện ra tại Trung Quốc. Sau khi nó bắt được một con đom đóm đực, nó không lập tức ăn thịt ngay. Thay vào đó, nó cắn nhẹ và truyền một chất dẫn vào thần kinh nạn nhân. Nếu con đom đóm không phát sáng, nó sẽ bị ăn thịt. Nếu con đom đóm phát sáng, nó sẽ còn sống. Sau đó, theo tín hiệu phát quang của nạn nhân, những con đom đóm cái tìm tới mổ lớp một nhiều. Con nhện có một bữa ăn hoành tráng. Theo các nhà khoa học, con đom đóm đực đã bị con nhện thao túng. Nó đã tạo ra tín hiệu phát sáng giả như tán tỉnh bạn tình. Từ đó, đom đóm cái sẽ theo tín hiệu này tìm tới. Hiện vụ việc cố gắng và chất thâu tóm của con nhện vẫn đang chờ khoa học lý giải rõ ràng hơn trong thời gian tới. Bạch tuộc có 8 xúc tu. Nhưng ở con đực, một trong 8 xúc tu là dương vật, hay còn gọi là tay giao cấu. Hả? Trong cánh tay này có một rãnh nhỏ để tinh dịch được truyền ra. Trong chuyện tình yêu, bạch tuộc đực rất đáng thương. Bạch tuộc đực nhỏ hơn rất nhiều so với bạch tuộc cái, nên khi kết đôi, nếu bạch tuộc cái đói thì nó sẽ sơ tái bạn tình. Để tránh bị ăn thịt, bạch tuộc đực đưa cánh tay giao cấu vào bạch tuộc cái thận trọng.
Nếu có biến, anh chàng sẽ hy sinh cánh tay dâu cấu luôn để bỏ chạy. Sau khi mây mưa xong, bà Tục Đật mất dần trí nhớ. Theo các nhà khoa học, đó là hiện tượng già yếu. Cuối cùng, bà Tục Đật bơi về hang. Nó không ăn uống gì cả và mất đi trong trạng thái yếu ớt.